khỏe này mình nuôi được một con sát chặt khỏe được 13 4 tháng thì nó lớn ấy, này mình bỏ ra thì hiện tại thì trại chó Phú Sài Gòn sẽ thanh lý mấy em mình không khai thác thì mình sẽ dừng lại, nói chung là chi phí giá hợp lý thôi. Đây. Cái này do từ nhỏ lớn là nuôi thả trong trong vườn á, cho nên nó hơi cảnh giác nó cao lắm. Sới kiếm sách sẵn hết trơn rồi, thì bạn nào thích đó, thì cứ liên hệ mình, liên hệ số điện thoại của trại chó Phước Sài Gòn, số điện thoại 0989 356 396 hoặc là xuống trại bắt trip cũng được. Đây, giải pháp cho anh em nào mà có mấy cái nhà rồi mà thiếu thiếu thịt đây. Vâng. Nói chung là lâu ngày kích thước con người nó hơi nhát nha. Anh em nào thích thì cứ liên hệ mình, nó tốt lắm. Thay vì mang đi phối kiếm chó độc này nọ thì đây nó có sẵn luôn. Em này mình chưa khai thác con nào. Bên trại chó Phú Sài Gòn thì rất hoan nghênh là quý khách hàng tới trại tham quan để lựa cho con chó mình ưa nhất, không cần đặt nặng để mua bán đâu, các bạn thích thì xuống dưới đây mà tham quan thoải mái, ưng thì bắt về, không ưng thì thôi, cũng vui vẻ. Còn em bạn cái kia là tặng cho khách hàng nhà ông Duyên. Lưỡi đang chăm chăm mới đây cả. Ờ thương hoan rồi hoan về. Nói chung nuôi lâu thì có tình cảm, mặt là khá đẹp nè, ghét ngoan ngoan thương. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, thì để cập nhật cái video của trại thì các bạn cứ lên fanpage trại chó Phước Sài Gòn hoặc là lên kênh YouTube đó, đấm chạy chó Phước Sài Gòn thì bạn sẽ thấy được những cái clip của bên mình. Bạn, bấm qua ôm.